Đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh nông nghiệp, nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng như giao thông và công nghệ thông tin đã có nhiều cải thiện. Song thu hút đầu tư vào khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế so với các vùng kinh tế khác trong nước. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đang cải thiện môi trường đầu tư để phát huy hết thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Đồng bằng sông Cửu Long thuộc tiểu vùng sông Mekong có diện tích hơn 40.000 km², là hành lang kinh tế biển với 700 km tiếp giáp biển Đông và biển Tây. Hạ tầng giao thông trong vùng ngày càng hoàn thiện với đường cao tốc, các cầu lớn, sân bay, cảng biển. Trong nhiều năm qua, khu vực kinh tế được cho là có nhiều thuận lợi trong nông nghiệp, kinh tế biển, giao thông, thương mại và du lịch này, thu hút đầu tư còn ít hơn so với một số vùng khác trong nước. Tỷ lệ doanh nghiệp trong vùng chiếm chưa đến 8%, dự án có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm hơn 5% so với cả nước. Tuy nhiên, gần đây nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy những cơ hội lớn từ đồng bằng sông Cửu Long. Vườn ươm công nghệ Việt Nam Hàn Quốc vừa khánh thành hồi tháng 11 vừa qua tại Cần Thơ sau gần 4 năm xây dựng, là mô hình vườn ươm đầu tiên được xây dựng và phát triển tại Việt Nam, được xem là địa chỉ mới hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khai thác cơ hội kinh doanh tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hội nhập. Cùng với việc kết thúc đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Hàn Quốc vào tháng 5 vừa qua, dự án vườn ươm công nghệ công nghiệp tại thành phố Cần Thơ được khánh thành ngày hôm nay đi vào hoạt động là những kết quả thành công nổi bật của chương trình hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước và giữa hai bộ, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng vườn ươm này chắc chắn sẽ hoạt động có hiệu quả, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước cũng như của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Nhiều doanh nghiệp tìm thấy cơ hội kinh doanh tại đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm 19% dân số cả nước. Nguồn lực lao động lớn với tỷ lệ 51% làm việc ở khu vực nông lâm và thủy sản đang có xu hướng dịch chuyển sang các ngành công nghiệp và dịch vụ, là một lợi thế để doanh nghiệp quyết định đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực trong vùng ngày càng được nâng cao, với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 10,5 triệu người và chiếm gần 20% tổng số lao động cả nước. Trừ thành phố Cần Thơ và một số đô thị lớn, mức lương tối thiểu vùng của công nhân theo quy định của nhà nước được xếp vào vùng 3 và vùng 4. Điều này có nghĩa chi phí tiền lương cho lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn từ 15 đến 35% so với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một yếu tố quan trọng để nhà đầu tư quyết định làm ăn lâu dài tại đây. Chúng ta có cả hai cái tầng. Cái tầng lao động giản đơn cũng khá đông để đáp ứng những cái ngành giản đơn. Một cái tầng là những cái lao động công nghệ có thể đáp ứng được những cái ngành công nghệ. Nhưng mà dù thấp dù cao đi nữa thì khi một cái nhà đầu tư mới vào đây, chúng ta mới tiếp xúc chẳng hạn vậy thì không bao giờ có cái lao động thích hợp cho họ. Vì quá trình đó đòi hỏi phải có đào tạo thì chúng ta phải hỗ trợ cái việc đào tạo đó. Các doanh nghiệp thì đang có xu hướng gần đây là muốn có lao động chi phí thấp chứ không phải là lao động chất lượng thấp. Tuy trong vùng có một số ngành nghề sử dụng nhiều lao động như thủy sản, may mặc, giày dép, nhưng tỷ lệ lao động di cư ra khỏi vùng còn khá lớn. Nguồn lao động này có thể trở về địa phương với tay nghề, kỹ năng và trình độ đã qua thực hành, sẽ đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho doanh nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long còn chiếm đến 33%, nên khu vực kinh tế này cung ứng một nửa tổng sản lượng nông nghiệp cả nước. Các ngành lĩnh vực được cho là có nhiều triển vọng để đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long là nông nghiệp hướng tới năng suất chất lượng, chế biến nông sản, thực phẩm và những ngành phát sinh từ nông nghiệp và hỗ trợ nông nghiệp như công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ, cơ khí nông nghiệp, chuỗi cung ứng và dịch vụ nông nghiệp. Cùng với các hiệp định thương mại tự do đã và sắp thực thi, nhiều nhà đầu tư đã tìm thấy cơ hội sản xuất kinh doanh ngay tại thị trường này. Sau khi cái hiệp định FTA giữa Việt Nam và châu Âu được ký kết, thì điều đó có thể nó tạo thuận lợi cho cái giao thương giữa đôi bên. Công ty Nistec sẽ đưa các cái công nghệ tiên tiến sang thị trường của Việt Nam. Và bên ngược lại thì Việt Nam cũng sẽ là có cái cơ hội để xuất hàng qua các nước ở thị trường châu Âu.
ở thị trường Việt Nam có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề gọi là đầu tư, đang nghĩ tới một số các cái giải pháp để làm sao có thể đưa được các cái công nghệ đó tiên tiến sang Việt Nam, thanh toán làm sao cho nó thuận tiện cho công ty của Việt Nam, hỗ trợ về thị trường là cái yếu tố thứ hai, là bên này cũng sẽ tính toán để cho cái hàng hóa sản xuất ra bán được ở các cái thị trường Âu Mỹ, và đặc biệt là cũng giới thiệu đến Việt Nam những yêu cầu của thị trường bên Âu Mỹ. Và một đặc biệt hơn nữa là sau khi mà nghiên cứu thị trường của Việt Nam á, thì hiện nay á, là công ty đã phát triển một cái thiết bị mà đáp ứng cho thị trường của Việt Nam. Các hiệp định thương mại tự do được thực thi có nghĩa là thuế suất nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm về mức thấp nhất 0%. Máy móc thiết bị nhập khẩu cũng sẽ rẻ hơn, là điều kiện để doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Thực tế cho thấy, số lượng doanh nghiệp trong vùng vừa ít về số lượng, vừa nhỏ về quy mô. Nhiều doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp hoạt động không mang lại hiệu quả. Như trong năm 2014 vừa qua, trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới của vùng giảm 16%, thì số lượng doanh nghiệp giải thể tăng đến hơn 20%. Một số ngành tưởng chừng có lợi thế như chế biến thủy sản thời gian qua lại liên tục có nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nổi lên là do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đầu ra không ổn định và nhiều loại nông sản có thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc. Như hợp tác xã này chuyên nuôi cá bóng tượng và cá trình xuất sang Trung Quốc. Cao điểm giá bán 1 kg cá trình lên đến 500.000 đồng, nhưng có lúc chỉ còn 170.000 đồng. Doanh thu năm nay ước tính sụt giảm nhiều so với mức 1 tỷ 400 triệu đồng mà hợp tác xã thu về hồi năm trước. Thị trường mà nói, nếu mà nói lệ thuộc Trung Quốc không á thì nó khó cái làm ăn hơn. Nếu sau này mình trước qua được các cái nước khác, thí dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Châu gì đó, mặc dù vệ sinh môi trường của người ta nó khó hơn, nhưng mà quan trọng cái thành giá cao thì mình làm được thôi. Nhật hay là thị trường Âu gì á, đòi hỏi cái gì mình có thể làm được hết. Nhưng mà quan trọng cái nền kinh tế mà cái giá tiền và giá thành của mình thôi. Tại vì tăng gấp 2, gấp 3 lần thì cái quyết định của mình rất dễ. Với chủ đề Kinh tế đồng bằng sông Cửu Long sau năm 2015, tương lai kinh doanh và đầu tư ngành chế biến thực phẩm, Hội nghị đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thường niên lần thứ 3 năm 2015 vừa được tổ chức tại Cần Thơ. Đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư, các tập đoàn, công ty tư vấn tài chính, quỹ đầu tư đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã có dịp tiếp xúc với các doanh nghiệp tiêu biểu trong vùng về cơ hội hợp tác đầu tư. Đáng chú ý là số lượng doanh nghiệp Nhật Bản chiếm ưu thế. Theo nhận xét của các tổ chức xúc tiến đầu tư và các nhà đầu tư nước ngoài, thì hiện đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều cải thiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và nhất là cơ chế chính sách. Môi trường kinh doanh thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tức BCI, của cả vùng liên tục cải thiện kể từ năm 2010, khi có từ 4 đến 5 tỉnh nằm trong top 10 cả nước. Đây là những tín hiệu tốt để thu hút đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ các nước có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản. Tôi không nghĩ rằng có lòng sống. Họ sẽ đến, họ đi, họ đến, họ làm. Khi thấy có cơ hội thì họ đến người này rủ người kia thì nó bắt đầu nó đi từ từ, nó là quá trình phát triển rất là chậm. Cái điều mà để người Nhật đến đây là phải làm sao tạo ra cho có một nhóm Nhật đầu tư sinh sống ở đây. Quan niệm của nông nghiệp của Nhật và những cái người Nhật nó có cái kết cấu nó khác với chúng ta. Chừng nào mà họ thấy được những cái lợi ích đó mà có thể là giúp cho việc lợi ở trong nước chúng ta chuyển về thị trường nước của họ với giá rẻ hơn hoặc là bán sang nước thứ ba thì họ sẽ đầu tư. Đồng bằng sông Cửu Long được kỳ vọng sẽ là điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản, bởi nông nghiệp là ngành lợi thế cạnh tranh và Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu nông sản chất lượng cao. Tuy Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, được ký kết, nhưng đối với Nhật Bản, mức độ bảo hộ nông nghiệp còn khá cao. Do nông nghiệp được nước này xem là ngành nhạy cảm và dễ bị tổn thương do tác động từ hội nhập. Vì vậy, gạo là mặt hàng không được đưa vào đàm phán và do vậy, sẽ vẫn chịu thuế suất cao nếu xuất khẩu vào thị trường này. Tuy vậy, những sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo như dầu cám gạo sẽ được doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư công nghệ để xây dựng nhà máy tại Việt Nam và nhập khẩu trở lại. Trong chương trình giao lưu văn hóa thương mại Nhật Bản Việt Nam vừa được tổ chức lần đầu tiên ở Cần Thơ, một số doanh nghiệp đã nhận ra cơ hội này. Công ty mình sản xuất dầu cám gạo, đặc biệt là cái này thì rất là tốt cho sức khỏe, giảm cholesterol và cũng không có béo,
cho nên giống dầu ô liu. Thì cho nên cái ở bên Nhật là bây giờ có nhiều người lớn tuổi cho nên rất là người ta thích ăn cái này. Thì hy vọng là chắc là người Việt Nam cũng có rất là quan tâm sức khỏe của mình. Cho nên chắc chắn là người Việt rất là thích dầu gạo này. Tại vì Việt Nam là nông sản chính là lúa gạo. Cho nên bây giờ là lần này chỉ giới thiệu thôi, chưa có bán thị trường Việt Nam. Bây giờ là ở bên Nhật là thiếu nguyên liệu. Tại vì một cái là số lượng người, dân số thì dần dần ít đi. Thì cũng có cái thiếu thụ, lúa gạo thì cũng ít đi cho nên thiếu nguyên liệu cám. Công lại là Việt Nam là sản xuất lúa gạo rất là nhiều, như là cũng có nhiều cám, cho nên công ty Tsuno cũng có đang lập kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Công ty sẽ thành lập xây dựng một cái nhà máy chế xuất dầu tại Việt Nam. Cho đến nay, đầu tư Nhật Bản vào đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn khiêm tốn, với tổng số vốn đầu tư là 650 triệu đô la Mỹ. Do vậy, dự báo trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác đầu tư vào đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản di chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc và có 25% doanh nghiệp nước này chọn Việt Nam là điểm đến. Do vậy, để tận dụng thời cơ này, đồng bằng sông Cửu Long cần có những dự án cụ thể hơn để xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, phổ biến kỹ thuật canh tác, nâng cao ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, nâng cao giá trị để giảm thiểu rủi ro khi sản xuất. Tiềm năng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong mảng nông nghiệp là rất lớn, cho nên vấn đề của chúng ta là làm sao mà xóa bỏ cái khoảng cách giữa tiềm năng với cả cái rủi ro. Để làm được việc này cần sự hỗ trợ của các đoàn thể, các cái công ty làm trong lĩnh vực nông nghiệp của Nhật Bản, làm thế nào để mà có thể ứng dụng các khoa học kỹ thuật mà mới nhất của Nhật Bản, những cái know-how hoặc là những cái thiết bị mới của Nhật Bản để vào đây mà tiến hành các sản xuất nông nghiệp một cách công nghiệp ấy, thì khác với cả cái cách truyền thống hiện nay vẫn đang làm. Nếu mà chúng ta làm theo cách truyền thống thì chất lượng không ổn định và không thể nào bán được các sản phẩm của chúng ta. Thì chúng ta phải áp dụng các cái kỹ thuật mà tiên tiến của Nhật Bản vào đây để mà tiến hành sản xuất. Và đồng thời có một điểm nữa, tức là từ trước nay nếu mà người nông dân của chúng ta cứ sản xuất ra các sản phẩm của mình và xong sau đó sản xuất một kiểu thủ công ấy, xong sau đó bán cho những cái doanh nhân kiểu thương lái Trung Quốc đến đây, thì chúng tôi nghĩ là rất khó mà phát triển cái mảng này. Các doanh nghiệp của Việt Nam thì cần phải thứ nhất là hợp tác một cách chặt chẽ hơn với cả nông dân để mà tiến hành sản xuất, làm sao mà tạo ra cái sản phẩm an toàn, tức là phải ứng dụng được những cái kỹ thuật, những cái tiêu chuẩn kỹ thuật như Việt ghép hoặc là Global ghép chẳng hạn, để mà sản xuất các sản phẩm của mình có tính chất an toàn, ổn định mà người tiêu dùng sản phẩm đó người ta có thể yên tâm. Và tôi nghĩ rằng là để mà làm được việc này thì cần mất tương đối nhiều thời gian, 5 năm, 10 năm, hoặc thậm chí 15 năm, nhưng đây là việc phải làm. Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung đang trong quá trình tái cơ cấu. Các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trong thời gian tới và gần nhất là việc hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng đưa hàm lượng khoa học công nghệ vào sản phẩm, qua đó nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và góp phần thúc đẩy kinh tế các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển trên nền tảng vững chắc. Cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thì các ngành công nghiệp phụ trợ như cơ khí và dịch vụ nông nghiệp sẽ phát triển theo, thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, cung cấp nông sản xuất khẩu chủ lực của cả nước. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất của người nông dân vẫn chưa cao và thiếu tính bền vững. Nông sản xuất khẩu vẫn kém sức cạnh tranh trên thị trường do chuỗi sản xuất và tiêu thụ vẫn còn nhiều hạn chế. Làm thế nào để phát triển chuỗi giá trị nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản? Chuyên đề kinh tế tuần tới sẽ đề cập đến vấn đề doanh nghiệp đầu tư chuỗi giá trị nông sản, phát sóng lúc 19h45 ngày 14 tháng 12 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý khán giả đón xem.